Các cập nhật về Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác sẽ là tâm điểm bản tin ngày 28 tháng 11. Bên cạnh đó, thông tin về khả năng FIFA cải tiến và cùng nhiều tin tức hấp dẫn cũng sẽ có mặt trong clip ngày hôm nay. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Gareth Southgate quan tâm Kobe Bryant. Ronaldo có hành động ý nghĩa. FIFA cân nhắc cải tiến VAR. Kobe Bryant vừa gây chú ý khi góp mặt trong trận thắng của Manchester United trước Everton. Màn trình diễn của cầu thủ 18 tuổi không chỉ làm ấn tượng nhiều fan quỷ đỏ mà còn khiến huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate phải dành sự quan tâm. Tuy nhiên, ông thầy 53 tuổi cũng có sự lo lắng nhất định khi đội tuyển Ghana rất muốn tài năng quỷ đỏ cống hiến cho họ. Thông tin trên hiện được thuyền trưởng Tam Sư cũng như FA theo dõi sát sao và rất có thể sẽ có những biện pháp đảm bảo việc Kobe Bryant sẽ khoác áo tuyển Anh trong tương lai. Dù được chơi trên sân nhà trong trận gặp Persepolis ở Champions League châu Á, nhưng Anas lại có 90 phút khó khăn hơn tưởng tượng. Theo đó, đại gia Tây Á bị đuổi một người ở phút thứ 17 và đây là chi tiết khiến thế trận có nhiều biến chuyển. Cụ thể, Persepolis là bên tạo ra nhiều cú sút hơn trong hiệp 1, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến hai bên bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Nửa sau của cuộc đấu vẫn ghi nhận việc đội khách có nhiều pha dứt điểm hơn. Thế nhưng, bàn thắng tiếp tục lẩn tránh cả hai đội đến khi trọng tài chính nổi hồi còi mãn cuộc. Chung cuộc, Anas có trận hòa không đều và đang dẫn đầu bảng E với 13 điểm sau 5 trận. Ngoài kết quả thi đấu thì trận cầu đêm qua của Anas còn ghi nhận một pha bóng rất đặc biệt. Theo đó, trong một tình huống gần nửa đầu cuộc đấu, trọng tài chính đã xác định Cristiano Ronaldo bị phạm lỗi ở khu vực 16m50 và cho Anas được hưởng qua 11m. Thế nhưng CR7 đã gây bất ngờ khi đi tới chỗ ông vua áo đen để nói rằng đó không phải là quả phạt đền. Việc này khiến trọng tài chính xem lại lựa chọn của mình và quyết định hủy tình huống 11m. Tất nhiên, hành động rất đẹp vừa rồi của Ronaldo đã giúp ngôi sao 38 tuổi nhận sự tôn trọng rất lớn của cả đối thủ lẫn các cổ động viên. VAR chính là một trong những từ khóa hot nhất của làng tô cầu thời gian qua với những lý do cả tích cực lẫn tiêu cực. Do vậy, thông tin FIFA đã cân nhắc mở rộng phạm vi hoạt động của video hỗ trợ trọng tài đang khiến nhiều người hâm mộ hết sức quan tâm. Cụ thể, theo phương án mới, VAR có thể can thiệp vào quyết định của các ông vua áo đen ở cả những tình huống đá phạt, phạt góc và nhận thẻ vàng thứ hai của cầu thủ. Được biết, đề xuất về Neo đã ngay lập tức nhận phải các ý kiến trái chiều. Bên cạnh những luận điểm cho rằng tính chính xác trong các cuộc đấu sẽ được tăng lên, thì nhiều fan cũng lo ngại về việc các trận đấu sẽ bị gián đoạn nhiều hơn nữa và làm mất thời gian của người xem. Do đó, FIFA sẽ cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một thay đổi chính thức nào. Chiến thắng 3-0 trước Everton không chỉ làm Manchester United có thêm hy vọng lọt top 4 mà còn đưa quỷ đỏ đến với một thành tích đáng tự hào. Theo đó, việc không để The Toffer ghi bàn trong cuộc đấu cuối tuần trước đã giúp đội chủ sân Old Trafford trở thành tập thể đầu tiên ở EPL đạt thành tích 500 trận giữ sạch lưới ở sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Tất nhiên, góp công lớn trong chiến tích kể trên là sự xuất sắc của những người gác đền đang và đã từng khoác áo Manchester United. Do đó, trong tấm ảnh chúc mừng được trang mạng xã hội của giải ngoại hạng Anh đăng tải, các fan quỷ đỏ đã tỏ ra hết sức vui mừng khi được thấy hình ảnh của Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, David De Gea và Andre Onana. Chỉ 24 tiếng sau khi Kevin De Bruyne có tuyên bố về việc hy vọng sớm trở lại vào đầu năm sau, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng tiết lộ góc nhìn của mình về vấn đề trên. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đồng tình với quan điểm của cậu trò cưng và đây là thông tin giúp các fan Man City có quyền yên tâm. Nguyên nhân là do sự trở lại của nhạc trưởng người Bỉ vào nửa sau mùa giải có thể làm tăng khả năng vô địch các đấu trường của đội chủ sân Etihad. Alexandro Garnacho vừa lập siêu phẩm xe đạp chồng ngược vào lưới Everton và điều này giúp cầu thủ 19 tuổi nhận nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Theo đó, ngay sau khi bàn thắng rất đẹp trên xuất hiện, nhiều fan đã nhận xét tài năng người Argentina dường như đã học tập kỹ năng ngả bàn đen của thần tượng Cristiano Ronaldo. Luận điểm này thậm chí còn được ủng hộ khi người đồng đội Bruno Fernandes tiết lộ Garnacho đã xem khá nhiều clip của CR7. Do đó, các fan của tài năng trẻ 19 tuổi hoàn toàn có thể kỳ vọng cầu thủ sinh năm 2004 sẽ có một sự nghiệp huy hoàng như tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Đêm nay thì Barcelona sẽ đại chiến Porto ở Champions League, nhưng khả năng ông lớn xứ Catalan có sự phục vụ của thủ môn Ter Stegen vẫn không hề chắc chắn. Nguyên nhân là do ngôi sao người Đức chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề ở lưng. Vì vậy Ter Stegen sẽ cần kiểm tra thêm, còn huấn luyện viên Xavi cũng đã lên sẵn phương án trong trường hợp tuyển thủ Demar Hamlin không thể thi đấu. Được biết hiện tại Barcelona cùng Porto đang có cùng 9 điểm nên đại chiến đêm nay chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Barcelona của Xavi đã nóng dần lên sau một vài kết quả không tốt gần đây. Thế nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chủ tịch Juan Laporta. Quan điểm trên đã được người đứng đầu Blaugrana thể hiện qua tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ Xavi 100% và sẽ hỗ trợ anh ấy một cách toàn diện. Xavi là huấn luyện viên của câu lạc bộ và đội bóng tự hào khi có anh ấy làm huấn luyện viên. Quả thật là một phát ngôn mang đến sự yên tâm và chắc chắn Xavi đang tìm cách để đáp lại sự tin tưởng của ban lãnh đạo Blaugrana." Alisson đã dính chấn thương gân khuỷu trong trận đấu gặp Man City và giờ là thời điểm chúng ta cập nhật tình hình của ngôi sao người Brazil. Theo đó, đây không hề là vấn đề nhẹ và các dự báo ban đầu cho biết trụ cột lữ đoàn đỏ sẽ phải ngồi ngoài tầm 5 tuần. Tất nhiên, thông tin trên đem đến nỗi buồn cho các fan The Cop do Liverpool sẽ đụng độ Manchester United và Arsenal trong thời gian kể trên. Do vậy, ngay từ lúc này, Klopp đã phải lên những phương án ứng phó với sự vắng mặt của cậu trò cực. AC Milan sẽ đại chiến Dortmund vào đêm nay trong một cuộc đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vượt qua vòng bảng của hai bên. Do vậy, trước giờ bóng lăn thì huấn luyện viên Pioli đã chọn cách gửi thông điệp đến đối thủ bằng tuyên bố: "Ở Dortmund, các cổ động viên có bức tường vàng, nhưng họ không biết San Siro Champions League sẽ như thế nào. Các fan của AC Milan sẽ giúp chúng tôi rất nhiều vào ngày mai. Quả thật là một không khí vô cùng căng thẳng và chắc chắn cuộc thi hùng đêm nay sẽ diễn ra với sự quyết tâm rất cao." Bên cạnh trận cầu giữa AC Milan và Dortmund thì bảng tử thần vòng này còn chứng kiến màn đụng độ Newcastle và Paris Saint-Germain. Đứng trước trận cầu sinh tử trên, huấn luyện viên Eddie Howe cho biết đây là thời điểm quyết định trong chiến dịch Champions League của Trịnh Trẻ. Do đó, người hâm mộ có thể hoàn toàn tin tưởng việc đại diện EPL sẽ ra sân với sự quyết tâm cao nhất để chơi một trận để đời trước Paris Saint-Germain. Bầu không khí giữa hai nền bóng đá Argentina và Brazil đã tệ đi sau trận cầu mới đây giữa hai đội. Minh chứng gần nhất cho luận điểm trên đến ở việc cựu tiền đạo Lambi Celeste Sergio Aguero vừa dành lời phàn nàn đến hai ngôi sao xứ Samba là Vinicius cùng Rodrigo với nội dung: "Vinicius và Rodrigo nói rất nhiều điều để chế nhạo những cầu thủ khác ở giữa trận đấu, nhưng không ai nói về điều đó. Tuy vậy, một khi bạn đáp trả lại họ, cả thế giới sẽ biết điều gì sẽ xảy ra." Đúng là một phát ngôn gây tranh cãi và có lẽ tính chính xác của lời nói trên cũng khó để được xác thực. Vinicius đang là một trong những cầu thủ người Brazil xuất sắc nhất thế giới. Nhận định trên đã được chứng minh qua việc trụ cột Real Madrid vừa giành giải Samba Gold 2023. Được biết đây là vinh dự dành cho ngôi sao người Brazil chơi hay nhất tại châu Âu và Neymar là người nhận vinh danh trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây. Thế nhưng giải Samba Gold 2023 đã được trao cho Vinicius và đây chính là sự thừa nhận lớn dành cho trò cưng Ancelotti. Andre Onana vừa có trận đấu tốt trước Everton khi không để thủng lưới sau nhiều tình huống bắn phá của đại diện thành phố cảng. Đây là lần thứ 5 ở EPL mùa này mà cầu thủ 27 tuổi đạt được thành tích trên và nó cũng là thống kê tốt nhất của giải Ngoại hạng. Rõ ràng sau một thời gian khó khăn thì Onana đã bắt đầu thể hiện được đẳng cấp của mình trong màu áo quỷ đỏ. Aston Villa đang nắm giữ một vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh và việc này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng này trong năm 2023. Theo đó, từ tháng 1 đến giờ, đội chủ sân Villa Park đã kiếm được 71 điểm trong các trận cầu ở EPL và đây là thành tích chỉ thua duy nhất Manchester City. Tất nhiên, người tạo dấu ấn đậm nhất trong thành công trên là Unai Emery và việc ông thầy người Tây Ban Nha giúp Aston Villa tiếp tục bay cao là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù không quá thành công về mặt danh hiệu nhưng mùa giải 2022-2023 lại ghi nhận sự tăng trưởng rất lớn của Paris Saint-Germain trên khía cạnh doanh thu. Theo đó, ông lớn nước Pháp đã đút túi 800 triệu euro trong thời gian kể trên và đây là thành tích nằm trong top 5 các đội bóng có doanh thu tốt nhất châu Âu. Thậm chí thông tin trên còn trở nên đáng nói hơn khi tiền bản quyền truyền hình của bóng đá Pháp thấp hơn các giải đấu hàng đầu lục địa già khác. Còn sân công viên các hoàng tử cũng sở hữu sức chứa khiêm tốn so với nhiều đội bóng tên tuổi. Khán giả chính là một phần quan trọng của những trận đấu và thống kê dưới đây sẽ làm nhiều đội bóng tự hào.
Theo đó, Dortmund đang là tập thể có số fan đến sân nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này. Thống kê mà đội bóng vùng Ruhr sở hữu là 81.365 cổ động viên và đây là con số vượt trội so với các đội bóng khác trong top 5 như là Bayern Munich, Inter Milan, Manchester United, AC Milan và Real Madrid. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Đêm nay sẽ là lúc Champions League quay lại với rất nhiều cuộc đấu hấp dẫn. Do đó, các cập nhật về các trận cầu đỉnh cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được update liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.